Hello, thân mến chào đại gia đình đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Tiếp tục hôm nay về vài sản phẩm hàng VIP không nghe anh em. Mic không dây 5 ly Jaguar, mic không dây cũng 3 ra mắt hàng xịn nha. Jaguar hàng 7, hàng Hàn Quốc á, đời mới, Eco Rebirth. Và một con 3 ra mắt SA309SB, hàng còn green đẹp luôn, hàng nào cũng đẹp hết trơn á. Rồi, và một con âm ly Pioneer 6007. Đó, Pioneer 6007 nha anh em. Nghe nhạc vàng hết bài. Và tiếp đến có một cục tăng phô à. Tăng phô Adirang tháo máy nha anh em. Tình trạng là hàng zin tháo máy chưa sửa chưa quắn, anh em về độ chế. Con này thì có nguồn của cái quạt, nguồn cho quạt riêng nha. Và cụm dây công suất thì nằm bên đây. Dây đỏ, dây đen, dây đỏ là nguồn của công suất. Rồi hai cộng xanh là nguồn cộng trừ 15 nè. Là chúng ta lấy mát ở dây đen. Còn cộng dây vàng là nguồn phụ, nguồn này cũng 450V gì ở cộng này nha anh em. Cộng này thì anh em có xài thì xài, không xài thì để qua bên. Cục này là của đời Adirang SBA 203 ba la mã quạt nóc. Cục này bán 200.000. Tình trạng zin đẹp nha anh em. Anh em về độ chế lắp gấp chế cháo cho âm ly nhà. Còn ai nhà đang có âm ly đời này hư thì chúng ta mua 200.000 cục. 200 là chưa bao ship nha anh em. Tiền cộng ship thêm. Tiền hàng anh em chuyển cho bên em trước rồi cho địa chỉ em sẽ gửi hàng đi theo đường bưu điện. Rồi cái tiền phí ship thì chúng ta nhận hàng chúng ta trả tiền ship là ok. Giao dịch thành công. Rồi bây giờ mình sẽ quay con ba ra mắt trước cho anh em xem từng sản phẩm. Anh em hôm nay coi hàng VIP không nha. Đây giờ mình xem tổng quan ngoại hình gục gan em ba ra mắt này nghe mọi người. Hàng xịn còn đẹp cực kỳ luôn, máy zin luôn á. Ba ra mắt SA309SB có volume hai cái luôn nè. Cái volume mushit, tổng mushit nè, rồi tổng của cái đường alo 1234, tổng của mid gain nha. Có volume nhạc, volume mid gain. Khi chúng ta chỉnh nhạc xong, chỉnh cái hệ thống karaoke, mid 1 nè, echo mid 2 này kia đó là chúng ta phải dặn cái này nữa nó mới ra tiếng nha. Cái này off là nó sẽ ngắt cái tiếng của cái phần karaoke. Làm như thế đó mọi người. Con này tình trạng mặt tiền đẹp, liên lạc không trầy không xước gì, nắp máy zin chưa sơn luôn. Ở đằng sau còn mới tinh nghe anh em, này như còn rất là mới. Đây hình như cái hậu nó đây, đây cái lườn cái đáy dưới đó nghe mọi người, bốn cái chân trắng. Con này rất là nặng nha. Rồi bây giờ mình sẽ soi công suất em này có bao nhiêu đây. Công suất em này là tối đa là 750W này, công suất tiêu thụ tối đa đó. Và output là tới là 460W. Đó là một kênh là ra được 230W công suất chuẩn nha anh em. Dây điện nguồn green có chữ ba ra mắt đồ này kia nè. Và còn một hai cái cầu chì xây cua. Khi mà nó đứt thì chúng ta hay. Ta thấy gì chứ khó đứt. Rồi, gỡ cái nội thất ra xem anh em ơi. Này hàng tiễn lâu lâu có con nè, ít có lắm, muốn mua đặt con thứ hai cũng không kiếm được. Hàng này giá nó cao lắm nghe anh em. Đó, nhìn cái ruột là chúng ta đánh giá con máy còn cứng, mới cứng nè. Thì những cái dòng này là những thể loại âm ly cao cấp karaoke chuyên nghiệp. Nó vậy đó. Dòng ba ra mắt xịn sò, trang bị 8 con sò lớn Toshiba, 8 sò lớn Toshiba lần nha anh em. Một vế là 4 con. Rồi bây giờ đi cận cảnh cho anh em xem ha, linh kiện này kia. Đầu tiên tăng phô nè, tăng phô gần bằng cái bàn tay mọi người nè. Đó, cục tăng phô tròn chà ná cây cốt mới tinh nè. Hàng này soi cái ruột khâu là thấy hết rồi nha. Sò là chạy sò Toshiba da băng, sò đầu bò, tem bọng keo còn zin nguyên bản C5002A1943.
dưới đây là phần nguồn với phần bảo vệ lo relay rồi đó. Đẹp chưa? Rồi vào cái vế bên đây. Đã sò như nhau nha. Rồi, rồi tiếp đến thì sẽ soi đằng trước ha, phần rê ha. Phần tiền phết đại. Đây, anh em coi mạch còn cứng cáp nha. Linh kiện chân bọng sáng trưng. Bo mít 1 2. Cái này chạy eco là cái con IC nào để mình coi. Này chạy chip dán hệ khống eco đời mới anh em. Này chip dán mặt dưới à. Eco này chip dán nha. Thấy không thấy cái con eco ở trên này là chip dán mặt dưới hát cái tiếng bay cực kỳ á. Rồi nào, cái bo này là bo master tổng nè, chúng ta thấy một dãy IC nè. Con này quay gột nó soi từng chi tiết, cái nào đặc điểm nào nó cũng giá trị hết nha anh em, nhìn ưng mắt. Bo này chữ L đó. Rồi tổng quan máy can cứng, hoạt động nghiêm chỉnh. Gắp vô test anh em ơi. Rồi bây giờ lên nguồn test máy anh em ơi. Cắm điện dây lo tín hiệu và lên nhạc ha. Rồi đèn xanh cho đèn đỏ chuyển qua xanh là ngon lành. Đây nhạc nè, volume nhạc là chỉnh hàng ở dưới, và đồng thời chúng ta chỉnh cái con này nữa ha. Con này là master đó. Ba lăng này đang đánh kênh L nè. Họ đánh kênh R á, ba lăng chỉnh nha anh em. Đèn nút trước áp còn ngon như mới luôn, nhận cái nào cũng tốt hết à. Bát á. Chúng ta nghe nhạc có lời, chúng ta chỉnh ức phê nên mình mới nghe rõ. Chép còn lên nha. Tôi lên tổng nè. Rồi Music Tone nhắn vô là bass nó ra đậm đẹp, bass nó ra nó rất là đậm. Ta nghe cái tiếng bass nó ra nó chắc hơn ha. Nó nhả ra bass yếu nè, nhắn vô nè. Đó, thì anh em muốn nghe chế độ nào thì chúng ta nghe. Rồi phần nhạc chỉ như thế. Tiếp đến test echo ha. Hôm nay hình thức còn mới đẹp keng, mua về tưởng mua máy mới không nghe anh em. Anh em nào thấy hết thì ơn thì liên hệ mình chốt đặt hàng ủng hộ shop nha anh em. Mua hàng đặt hàng là chúng ta có cọc mới mua được nha anh em, chứ nhiều khi mua kêu ship code không ai mà dám gửi. Cái đó là trường hợp bây giờ là cũng tế nhị, mình mua hàng mình đặt cọc, mình đặt món hàng đó là mình phải có chút cọc thì ta mới gửi cho các bạn, gửi cho các bác gần xa được, chứ không không phải khơi khơi mà cái vụ mình nói là tôi mua con đó gửi cho tôi là cái đó là cũng khó lắm anh em. Đó là mình tại công ty một thành viên thì mình làm cái nào cho nó chắc gạo, thấy không? Thì có cọc mình mới gửi cũng an toàn, an tâm. Trường khi Shopee, Lazada, cái hệ thống mạng lớn người ta không sợ cái vấn đề đó. Các bạn bơm, bạn mua mà không nhận một hai lần là người ta sẽ không cho bạn đặt nữa, nó lưu lại hết. Cái này là mua trên kênh YouTube thì mình mua thì mình cũng tin tưởng ha, tin tưởng mình mới dám mua, mua có cọc mới được. Rồi test echo nè. Đó, dặn đồ lên hết mà chưa ra tiếng anh em. Lên con này nữa nha. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Alo. Tiếng nó rất là trong trẻo nhẹ. Coi chỉnh con nào khi mua.
Thấy bass nó hơi nhiều anh em. Giảm bass lại tí. Lực Hey 5 6 7. Alo. Rồi, tép mic dưới nè. Này là echo đời mới chip dán nè anh em. Nó ca là hệ thống âm thanh nó chuyên nghiệp hơn nhiều. Lực 1 2 3 4 5 6 7. Alo. Rồi, cái này cho delay lên nhanh tí nè. Alo. 1 2 3 4 5 1 2 2 3 4 5. Ở đây có thêm hai nút chỉnh chống hú và nó chỉnh cái tiếng chúng ta dày mỏng nè. Cái phơi cũng còn tốt hết nè. Rồi, tình trạng máy hoạt động ngon lành, hình thức đẹp keng. Anh em nào ưng giá liên hệ shop đặt hàng ủng hộ. Shop có con duy nhất nha anh em. Này nếu mà mình đặt hai con là cũng không có đâu, con một à. Rồi, đây tiếp đến thì giới thiệu cho anh em một bộ mic không dây ba đa mắt nữa nha. Bộ này tình trạng còn đủ hai tay mic, một đầu thu, hai tay mic và có một cái chân để hai cái đe, cái tai luôn nha anh em. Cái loại này thì nó có sạc nữa nhưng mà mình không còn sử dụng chức năng đó, mình xài pin thường nha anh em. Cái này như là cục đời mới là có sạc, có chui sạc nè. Giờ chúng ta mua pin sạc thì pin đó giờ mình phải mua nữa, đầu tư tốn tiền ha. Như cục sạc không có nha anh em, chỉ có cái chân với hai tay thôi. Này mình xài pin tiểu một viên là 1,5V á, một cây là xài 2 viên. Xài pin đó hát cũng được, lâu lâu hát lặt, hát xong tháo ra để không nó trong đó nó cạn pin, từ từ hết pin, hát xong chúng ta tháo ra. Tình trạng là còn đủ đồ hai tay nè. Bờ đồ 8.000 nha, ba đa mắt chính hãng. Anh tay màu xanh thì nó hơi chạy, hai tay còn hát bình thường. Rồi đầu thu nè anh em, đầu thu còn sạch sẽ, men vỉ bên trong gin chưa hay linh kiện gì luôn. Nói chung hàng này cũng còn ok, bộ này giá cũng phải chăng. Giá tí nữa có để công khai màn hình. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vô test thôi nè, để mình quay lại ở đằng sau cho mọi người xem cái này. Đây. Mic không dây hàng này cũng hàng xịn nha anh em. Hàng xịn ba đa mắt chính hãng. Này có gắp tem mà nha, nhưng mà men bao gin cho anh em chưa hay linh kiện gì hết trơn á. Mic không dây này cũng kén người sửa ha. Nhiều cái nó lỗi là người ta bỏ luôn, chứ đâu có ai mà dọc chế nữa, nó xài linh kiện dán không à. Ở đằng sau là có một cọng dây nguồn ba chấu nè, và hai đường out bình thường. Giờ chúng ta xài đường jack 6 ly out hai đường nha anh em. Anten đều còn yếu nguyên, hai tay ha, hai tay anten. Rồi đằng sau còn liên lạc đẹp. Bộ này bán là gồm một cọng dây nguồn và một cọng dây jack 6 ly theo nó luôn nha anh em nè. Này bán cho anh em giá cũng phải chăng, 950.000 bộ xịn ba đa mắt nha. Bờ rồ 8.000. Rồi giờ gáp vô là test. Rồi gắm dây rồi anh em nè. Cái này thiết kế gáp đơn giản cực kỳ ha. Cái dây nguồn chúng ta cho vào, còn cái cọng jack 6 ly nè kèm theo nè. Anh em gắm một đầu vô đây, còn một đầu vô âm ly, vô cái lỗ mic âm ly. Ai muốn sử dụng jack này thì chúng ta mua riêng xài ha, để về xài. Hai anten đầy đủ, liên lạc đẹp, nắp không xét gì hết trơn. Đó, mở nguồn lên nghe nè, nó có màn hình này kia luôn đó. Bộ này bộ xịn công ty, hàng này mua máy đắt tiền á. Rồi mở sóng lên nè, mở mic 1 nè. Đó, đây lên sóng nè. Alo là nó sẽ lên, alo. Đó, đưa vô alo là nó sẽ chớp lên. Rồi mic số 2. Rồi bây giờ mình mở âm ly lên để tiếng anh em.
Rồi bộ lum này chúng ta để 50 đi ha. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo. Lên, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, mít, mít số 2 ngon anh em. Này, pin, cháu pin đâu còn ngon hết à. Thế cháu pin này còn mới tinh. Mà cái cháu này nè, còn mới còn sáng. Loại này nhiều cái mít cũ mình mua á, thì đôi giờ thì những cái nó bị xét cái dắt đó hết, mấy cái cháu pin này mọi người. Rồi mít xanh ngon, tiếp đến test mít số 1. Xài pin tiểu bình thường anh em, muốn pin sạc thì cái đó mình không biết, mình bán như thế này thôi. Anh em về gắn pin tiểu bình thường, dùng khỏi sạc gì hết. Mua pin sạc này cũng đắt tiền, sạc giờ phải mua thêm cục sạc nữa nha. Bán có gì bán vậy, nhưng đồ này thấy đủ đồ đẹp anh em. Rồi tay này cũng còn ngon luôn nè, mở sóng bắt bình thường nè. Đó. Rồi dặn volume lên nha anh em, cho ra tiếng nha. Mít số 1 dặn bên đây nha, dặn nửa ra đi, lớn nhỏ chúng ta tỉnh thêm ở đây nữa. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo, 2, 3, 4. Rồi, ngon lành, bộ này 950 nha anh em, 950 hát hai tay bình thường. Xài xong thì chúng ta tháo pin ra, còn nó thì nào mà sử dụng tiếp thì chúng ta gắn pin lại. Chứ để pin như thế này mà chúng ta để tầng hai tầng là nó cạn pin mất tiêu rồi. Cái đó thì có chân bọng rồi đẹp luôn. 950 bộ này ha, hàng không bao ship nha anh em, ship cộng thêm á, hai tay hai mít đầu hù đẹp luôn. Đây mình quay tổng quan con á, Yagoo Hàn Quốc nha anh em, model là BA 500 bitg, hàng xịn ít có, hàng này đời mới nha. Eco trang bị hệ thống revert và chống hú này kia, mono xì te đầy đủ luôn, ca tiếng bao hay, con này chắc âm tuyệt vời lắm á. Tình trạng là máy đẹp luôn ha, mặt tiền ngon lành hết à, nắp máy sơn zin không có sơn tuốt gì hết á. Rồi con này có đường AB nè, AB vào bình thường, không có cầu chứa U, có đường outland, outmid, đường red, đường red này làm gì xài đường len đồ ngon lành bình thường hết nha anh em. Trong hàng này là hàng xịn cao cấp do công ty lớn Việt Nam nhập khẩu, Made in Korea này anh em. Yagoo Sojong có tem số seri luôn. BA 500XG. Đó, công suất hai kênh là 260W. Đó, 130W kênh anh em. Công suất chuẩn, đánh loa 2 tấc 2 tấc rưỡi gia đình, những cái dòng loa xịn cao cấp. Chắc âm mà để karaoke là ghép vô là ngon lành hết. Nắp cũng có tem giấy gì nữa nè. Rồi gỡ ra xem anh em ơi. Đặc biệt có Eco Revert. Rồi mở lắp soi cái gột anh em ơi. Nó gột rất là chắc ha. Bo màu xanh hết nha anh em. Rồi đầu tiên quả tăng phô, tăng phô nguồn xiến. Trên tăng phô có ghi cái chữ Amelie Sojong nè. Yagoo ha. Ghi đầy đủ. Thì tăng phô là tăng phô xiến tròn dây đồng. Ở đây làm từng cái bo là nó thiết kế lắp ráp là gời không nghe nè. Hàng này hàng nhập Hàn Quốc, Made in Korea, nhập về do các công ty thương hiệu lớn người ta mới nhập, thuế má đầy đủ nghe nè, giá cũng rất là cao con này đó. Các bạn thấy các bo các mạch là làm phần rời ra hết. Rồi tăng phô vào điện nè. Đó, có cái mạch nhỏ điện nguồn 22 vô đây, nó sẽ vô tăng phô. Tăng phô rồi sẽ cấp ra hai nguồn vào nuôi cho cái mạch nguồn của chúng ta. Nguồn này thì giờ mà phần nguồn công suất và phần nguồn của phần rê có. Tiếp đến thì sẽ cấp nguồn vô nè. Đó, có dây đầu hết thì mình nhìn mình thấy anh em, nguồn vô phần vĩ công suất. Công suất ở đây là sử dụng cái vĩ hai vĩ luôn. Ở vĩ này nè,
và đồng thời nó sẽ lên hai cọng cáp vô cái thanh sò ha. Sò nhôm này chạy 4 sò lớn anh em, công suất chuẩn 130W, anh dễ chứ đánh lo 25 đánh được hết nha, đánh căng luôn. Anh em nào có lo bot thì ghép lo bot thì là má la luôn á. Bot 301, series 3, series 4, series 5 gì đánh được hết. Đó, 10 ví mạch là mình bao win sò, bao win cho anh em nha. Hàng này chưa qua sửa chữa, sò win nguyên bản. Anh em đặc biệt thấy khanh nhôm nè, cái độ dày, dày cực kỳ, và khanh nhôm to, giải nhiệt cho phần công suất ha. Cái chất lượng ha, hồng bầu hay xài dây cáp, cáp gậy full hết luôn, socket anh em. Rồi phần rề nè, nó bo mạch gin hết ha. Vĩ eco anh em thấy IC tiếp dán rất là nhiều con, có con hạch anh là tầm lum trong anh này. Vĩ đó là hàng cao cấp nhất rồi đó, tí nữa mình test nghe chắc âm mà phải nói là hay không tưởng luôn. Cả eco vật là như ca sĩ. Rồi tổng quan máy chúng ta liền lạc đẹp gin nghe anh em. Giờ gáp cho test thôi. Máy này quá quá đẹp. Hàng này ít có, siêu hiếm luôn. Anh em nào ưng chớp nghe anh em. Được, giờ lên nguồn test. Nay giờ hàng có dữ không anh em? Jaguar Aco Gibbert BA500XG. Ủa, con này hàng đắt tiền. Hàng xịn chính hãng, hàng quắc nghe anh em. Rồi lên nhạc nghe thử ha. Bát chắc cực kỳ anh em ơi, bát nhà rất chắc, ba lăng luôn ha. Nó đang đánh trên L, đánh trên R nè, trên bên trái trên bên phải đánh đồng đều luôn á đó. Đó rồi đợi trên giữa ha, lên dép miếng này. Dạng hàng cao cấp mà nghe anh em, tiếng rất là sáng hay. Bác nào có nhu cầu thì chúng ta có điều kiện sử dụng con này hợp lý. Nhà karaoke tiếng bao hay luôn, nghe nhạc rất là ok. Đó, tiếng bass chép đánh là sáng. Rồi giờ mình test Eco Revert nghe. Cái bo eco này nó cũng đắt tiền lắm nghe anh em. Đó này mà chúng ta mua, hình như mua loại này không có, chứ mà mua loại ở hàng chợ mà bán loại eco mà loại xịn bo triệu ngoài bo anh em, bo mà cao cấp tiền triệu nghe, bo eco không đó. Rồi bây giờ mình sẽ test tắt eco và dự vật đi, test tiếng alo không coi. Alo alo, 1 2 3 4. Rồi mình sẽ lên eco nè, eco trước ha. Delay nè anh em. Cái này nó thiết kế là cái nút chỉnh là có ghi chữ ha, này chúng ta dòm như chúng ta chỉnh nha. Delay là thời gian lặp lại nè, chậm nè. Một hai ba bốn năm sáu alo. Đó, đó là eco không. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt eco cho nghe gì vợt không nghe anh em, nghe tiếng nè. Alo alo, lên gì vợt nè. Lên 1 1 2 2 3 4. Alo, tiếng gì vợt là chúng ta nghe giống như là nó sâu ha, như chúng ta ở trong cái hang động á, chúng ta alo la lên vậy đó là nó sâu. Rồi mình sẽ lên eco và reverb luôn, là cái hệ thống này là nó chuyên nghiệp nhất âm thanh á. Phần mà karaoke là có hai cái này, eco và reverb. Lên 1 2 3 4 5
năm sau quay. Quá đã anh em ơi. Rồi cái này có nút 2 Bluetooth gì này mình nhắn vô thử ha. Alo, 1 2 3 4. Alo, alo, 1 2. Này có chắc cái nó có chấm hú rồi nè. Rồi cái nút B, B X nè. Alo, 1 2 3 4. Alo, alo. Này làm như có 2 chế độ ca đó. Alo, 1 2 3 4. 5 6 7. Còn khi chúng ta nhắn nhả công tắc là nó sẽ ngắt hết tiếng luôn. Alo. Rồi bây giờ mình sẽ nhắn vô mono nè. Hello, 1 2 3 4. Rồi mic cái này có 4 đường mic nữa nghe anh em. À, mình sẽ test mic số 1 luôn. Alo, 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 1 2 3 4. Rồi. Ngon ha, giờ tiếp test cái bo dưới nè, số 3 số 4 nha. Alo, 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 1 2 3 4 5 6 7. Rồi, dặn volume up cái mình rút ra ha. Rồi, gắm vào dặn lên nè. Ở 4 mét thép bình thường nghe em. Alo, 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 1 2. Xin lá xanh xanh cây phố đường đi. Alo, 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 1 2. Tiếng bao chắc bao hay à, anh em nào thấy thích thì đặt hàng ủng hộ shop. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Con này là ca là một dạng là má la luôn gặp. Những cái dòng này công suất không có lớn, chạy là 4 sò. Cái này là 4 sò Toshiba à, chúng ta đánh những cặp lo xịn cao cấp ghép vô như là hãng Boss, lo Boss đó, những dòng Boss 301 này nọ 20 đó anh em. Hoặc là chúng ta có lo Airang Baramax Bass 25 thì đánh vô tư à. Mấy dòng Airang Baramax thì công suất nó cũng không lớn, ghép được hết nha anh em. Ghép 20-25 đánh một cặp à, rất là hay. Dòng gia đình công suất vừa phải, chắc âm tuyệt vời. Rồi anh em nào ưng sản phẩm này liên hệ shop đặt hàng qua số điện thoại góc bên trái màn hình. Địa chỉ mình là ở Củ Chi, Tân Hạnh Đông, Củ Chi nha anh em, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ có để ở dưới phần mô tả của video đầy đủ hết. Anh em cần thì cứ liên hệ trước ha. Rồi cảm ơn em đã xem video. Rồi tiếp đến cuối cùng thì lên con Pioneer ha anh em. Ampli 7 Nhật, sử dụng điện 110. 110 nha anh em. Pioneer model là SA6007, máy gain đẹp hát top. Máy gain đẹp hát top. Cái này chạy sò là Senken 2 con nha anh em. Đằng sau nè. Hàng này hàng cũ. Máy còn gỗ còn đẹp. Gin nha, sò đồ bọng là linh kiện mạch công suất gin hết. Ở đây là công suất nè, đã sử dụng điện AC 100V 5-60Hz, công suất là 90W, 90W 2 kênh nha anh em, kênh 45W đi Nhật nha. Em nào xem thấy thích liên hệ shop đặt hàng. Tăng phô nguồn và 2 tụ nguồn nè, hai tụ lọc nguồn nè. Để tháo cam rồi quay cận cảnh coi. Đó, tụ lọc nguồn nha anh em. Le. Hàng này chưa có chập khóa hay là sửa chữa. Hai tiếng chọn hàng đẹp hàng cứng không nha. Ở đây là vỉ công suất. Đó, hai em Senken này chịu trách nhiệm khuếch đại âm thanh. Đó, Senken SB 40W. Sợi Senken mặt nhôm nha anh em, này bằng nhôm nè. Linh kiện điện trở. Anh em phải liền văn không like con gì hết nha. Hàng Nhật sử dụng siêu bền. Volume chiếc áp đó, máy nhỏ gọn, size nhỏ nghe anh em. Đó. Volume nè, đó, dặn là kêu tách tách nghe anh em nè, hoạt động ngon lành hết ạ.
rất là nhiều nút công tắc chỉnh. Rồi giờ gáp vô test nắp nè anh em. Hàng này còn đẹp cứng. Nghe nhạc bá đạo, lóc vô test ra nghe thử coi. Rồi giờ mình là test computer xịn sò Nhật Bản anh em. Hàng cổ, âm ly nội địa, sử dụng điện 100-110. Anh này là điện gain của nó là 100V. Mình sử dụng điện 110 vẫn được, còn điện 220 là cắm vào không được anh em, cắm vào hư máy ha. Rồi power lên nguồn nè, lên nguồn là sẽ cháy đèn, báo một cái đèn nguồn đó thôi. Và chờ vài giây chúng ta nghe cái cốc trong máy là được. Và máy đóng relay, chọn tín hiệu nè. Ở đây mình gắn AUX nè, lên nhạc ha. Chép nè anh em. Úp bơi ngọt hết nè. Chép đó. Bát nè. Đó, bát chép nè. Này volume tổng nè. Volume nắp bi dặn rất sướng nè. Những cái dòng Nhật này thì chúng ta chỉnh thôi, là chúng ta cầm vô chúng ta dặn là nghe sướng tay ạ. Ba lăng cân bằng. Đó, kênh trái kênh phải á. Này cần gạt 15 hẹt. Này làm như chỉnh bass hay gì đó. Gạt nha anh em. Này là chỉnh tone. Khi mà chúng ta gạt càng này lên là chỉnh bát chép không có phơi ha. Gạt xuống chỉnh mới ra phơi nha nè. Đó. Gọn ở đây. Ao lo này. Mình đang gắn hàng ở trên cổng A. Đó, gắn hàng ở trên nè anh em. Còn hàng dưới là hàng B. Gắn hàng trên hàng A. Ta để A, ớp thì tắt nè, làm thiết kế rất là đã. Này cần gạt nè, cần gạt chúng ta đẩy lên ra tiếng nha, hai cái đẩy lên hết thì nó hát. Rồi thằng này hát tốt, chắc âm bá đạo, anh em nghe nhạc vang, phim nghe nhạc. Mấy con này là chắc âm trung hợp nhất. Pioneer SA6007. Rồi clip quay tới đây kết thúc. Cho Hành cảm ơn anh em đã xem video rất nhiều. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ shop anh em ơi. Dạo này hôm gầy cũng hàng cũng ít. Nay về mấy con hàng VIP không á. Rồi bye bye. Chào mọi người. Hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.